Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Sản phẩm hôm nay em gửi tới mọi người đó là lốc điều hòa của Kia Pride, lắp chung với máy công trình, máy xúc. Em xin mời mọi người sẽ nhìn tổng thể của chiếc lốc. Đây là hàng Kia KAC nhập khẩu từ Hàn Quốc, hãng V5, chuyên sản xuất lốc điều hòa thân V5. Thân V5 tức là thân tròn của các dòng DU. Trong sản phẩm này là nó có 4 chân bắt, chân xuyên đây, nó bắt ốc vào đây. Buôn điện của đây là rắc ra buôn điện. Đây, anh em cần thì cắm vào đây, cắm luôn vào đây. Đây là chỗ để xả dầu. Chúng ta cùng xem mã hàng. Mã hàng của nó sẽ là K100712. Bu li của nó là một rãnh bản B. Anh em có thể nhìn sơ qua. Đây, đây là cái chỗ để anh em bắt cái đầu mặt bích vào, nó nhấc ra. Riêng đối với cái đời doang, đệm doang chỉ thì nó sẽ có gờ luôn ở đây. Còn đời doang đồng tiền nó sẽ phẳng luôn. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.